Thưa quý vị, chương trình OCOP đã tạo điều kiện phát triển sản phẩm đặc trưng, truyền thống, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng thế mạnh của từng địa phương trong tỉnh. Phát triển các sản phẩm OCOP có chất lượng theo đúng quy chuẩn sẽ tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Nhận thấy rõ điều này, trong năm 2024, Vĩnh Long tập trung đầu tư hỗ trợ các đơn vị, phấn đấu có thêm 30 sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Hiện toàn tỉnh có 159 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, trong đó 100 sản phẩm đạt 3 sao và 59 sản phẩm đạt 4 sao với 98. Phát triển sản phẩm OCOP thời gian qua đã có những hiệu ứng tích cực, tuy nhiên các sản phẩm chế biến chưa nhiều, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, thiếu sự gắn kết cao năng lực về chủ thể sản xuất, phát triển sản thị trường. Các giải pháp hỗ trợ thúc đẩy đối với các chủ thể sản phẩm OCOP sau khi được đánh giá phân hạng còn hạn chế. Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vĩnh Long triển sản phẩm OCOP có thương hiệu theo chuỗi giá trị dựa trên thế mạnh, lợi thế về nguyên liệu, văn hóa và tri thức bản địa, các đặc sản, sản vật, sản phẩm làng nghề và dịch vụ du lịch, qua đó nâng cao thu nhập cho người dân, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn.